Nhà dân chuyển đổi công tác có gửi bên nhà tốt một căn nhà 5 tầng diện tích 30 m, hướng nhà là hướng Đông Nam, vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì chủ nhà mới ở được có 2 năm và theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bản sao nhà đẹp luôn. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh và trong video này thì căn nhà này rất là phù hợp cho một hộ gia đình trẻ có thể sử dụng. Ngõ trước nhà 2 m, cách có 20 m là ra tới đường ô tô tránh nhau. Hướng nhà là hướng Đông Nam, mùa đông thì ấm, mùa hè thì rất là mát. Với phần thiết kế của căn nhà như sau: cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt kéo bên inox kéo 304 mọi người ạ. Bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào, mời quý vị theo chân của anh vào khám phá cụ thể. Với phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Về cơ bản thì căn nhà này chỉ việc sáng mua, chiều về ở được luôn. Nhà bán theo hiện trạng, có những cái gì ở trên video mà Ngọc Ánh quay thì quý vị mua nhà sẽ được hưởng những cái đấy nhá mọi người nhá. Sổ sách pháp lý, quan trọng nhất là sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận. Quý vị nào mà đang tìm cho mình một ngôi nhà mà hướng Đông Nam và đi làm thuận tiện ở Hà Đông, cụ thể của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nha. Chợ, trường, phường, trạm, tiện ích đầy đủ, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, ủy ban nhân dân phường, rồi là trạm trường y tế, nói chung là đầy đủ hết cho quý vị. Đây là phần không gian phòng khách, chủ nhà có để lại cho quý vị một bộ sofa, trần thạch cao, rồi quạt trần, nói chung là có sao thì bán như thế mọi người nha. Nhà vuông vắn, tương đối là dễ dàng kê đồ nội thất. Đây là phần không gian phòng bếp. Đây, tủ bếp lắp đặt đầy đủ, phụ kiện biết bếp cũng như là toàn bộ về hồ sơ điện, hồ sơ nước là đầy đủ. Với cái căn nhà 30 m thì thiết kế tối ưu công năng thôi. Còn nếu như mà theo cái quan điểm của mỗi người thì bọn nhiều người thì thích là phòng khách riêng, nhiều người thích phòng bếp riêng, nhưng mà với cái căn nhà này và với đa phần những nhà 30 m thì không thể nào mà thiết kế gọi là chu toàn phòng bếp riêng, phòng khách riêng rồi cầu thang riêng biệt được. Đó, đây là phần không gian phòng bếp. Một phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở phía dưới tầng 1, đầy đủ hết cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà 5 tầng thiết kế tối ưu công năng được 3 phòng ngủ rộng. Nói chung với căn nhà này 2 đến 3 thế hệ ở vẫn cứ là vô tư. Và toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC ở đây. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và với ngôi nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thiết kế công năng sử dụng như nhau, gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh quý vị nha. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phần tầng 2 hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này thì nó nằm ở trong trên mặt ngõ nhưng mà không phải ngõ thông và nó nằm ở phần căn trong cùng mọi người nha. Với phòng ngủ này thì chủ nhà để lại cho quý vị giường, tủ, điều hòa, rèm cửa. Đó. Phòng ốc vẫn còn tương đối là rộng, thoáng. Cửa phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Đây là phần phòng ngủ tầng 2. Nói chung với 30 mét mỗi tầng một phòng thì thiết kế rất là rộng. Phòng vệ sinh, phòng ngủ đều rất rộng. Đây là phần phòng vệ sinh ạ. Này. Rộng, thoáng, đầy đủ những cái thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Đây là phần tầng 2, mở ngoài cho em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà tương tự như tầng 2. Nói chung quý vị cứ cố gắng theo dõi em review từ tầng 1 cho tới lên các tầng để quý vị có thể tham khảo thực tế xem nó có phù hợp với quý vị hay không. Nói chung là rèm cửa, điều hòa, giường tủ, quạt sẵn sàng về ở. Giá bán cụ thể em để ở dưới phần bình luận. Hướng nhà là hướng Đông Nam, 30 m, thiết kế 5 tầng, vị trí thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa quý vị nha. Quý vị nào đang tìm nhà ở phường Yên Nghĩa thì có thể tham khảo căn này. Và hiện tại ở đây thì cái quỹ căn còn khoảng tầm 3 đến 40 căn, cho nên quý vị cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn tốt nhất. Và sau đây mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé, bởi vì tầng 4 thiết kế y hệt như tầng 2 và tầng 3. Và Ngọc Ánh đang đứng ở tầng trên cùng của ngôi nhà. Với tầng trên cùng thì nhà thiết kế cho quý vị đây, một sân phơi siêu rộng và thoáng.
đã được thiết kế chuồng cọp đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí mua nhà, đi xem nhà thực tế thì cứ liên hệ Nhà Tốt để được tư vấn cũng như chọn lựa cho mình những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.